Xin chào anh em nha. Trả lời kinh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Isaki nha anh em. Con này ba máy E3CC nha anh em. Đây. Đây ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Con này có bơm dầu thủy lực nha. Có con tắc điện luôn. Đây, tình trạng đây. Bánh đà còn đẹp keng luôn. Con này mã số là 268 anh em. Rồi em show qua một vòng để em test cho nó chạy thế nào. Rồi chích cho nó chạy. Đây bô nó đây. Ra rồi đây. Không ra tiếng khói luôn. Rồi dở nắp nhà hơi. Đây hơi hám nó đây. Rồi mình không xài tắt điện thì mình tắt tắt đây. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng con Isaki E3CC hôm ta phải E3CC hôm mình kỹ được đấy. Đúng rồi, mã 286 thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312207 anh em, công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.